Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2014, hàng trăm người dân ở xã Chư Hơ Rông, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đến nhà của hai gia đình anh Phạm Công Tiến và vợ là Trương Thị Hạnh và gia đình anh Nguyễn Ngọc Lân, vợ là Quách Thị Phượng ở thôn Ia Hơ Rốc, xã Chư Hơ Rông để chia buồn sau vụ việc ba con nhỏ của hai cặp vợ chồng này chết đuối thương tâm. Trước đó vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 1, sau khi đưa con đi học về, thì chị Hạnh để hai con nhỏ là Phạm Kiều Vi 10 tuổi và Phạm Văn Đồng 8 tuổi ở nhà để đi chợ. 30 phút sau chị Hạnh trở về thì các con đã không còn ở nhà. Ở gia đình bên cạnh, cháu Nguyễn Trọng Phát 10 tuổi cũng đã theo hai con của chị Hạnh đi chơi. Sau hơn 1 giờ đồng hồ huy động người dân tìm kiếm, đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, thi thể ba cháu nhỏ gồm Vi, Đồng và Phát được tìm thấy dưới hồ nước tưới cà phê của một hộ dân cách nhà các cháu khoảng 1,5 km. Người dân ở đây cho biết hồ nước này được một hộ dân đào sâu 3 đến 5 mét để lấy nước tưới cà phê. Từ khi đào hồ đến nay, chủ hồ không có bất kỳ biện pháp nào để rào chắn. Ông Đặng Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Hơ Rông cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đã xuống thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu hai gia đình tổng số tiền 3 triệu đồng.